Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Nhà Anh Music. Và ngày hôm nay em sẽ review cho mọi người ba cây đàn, có thể gọi ba cây đàn cuối cùng trong bộ sưu tập cây đàn Kono Sakurai của Nhà Anh Music gồm 8 cây. Và ngày hôm nay thì em sẽ có một khách mời đặc biệt, một người bạn mà em sẽ cùng em tham gia chương trình ngày hôm nay để review thực tiếng của ba cây đàn này, cũng như là sẽ có một chương trình giao lưu nhỏ âm nhạc ở phía cuối mà mọi người chú ý đón xem. Và không để mọi người chờ lâu nữa, sau đây sẽ là cây đàn đầu tiên của ngày hôm nay, một em Kono nó 20. Và cây cứng của ba em nó thì theo thứ tự từ phải sang trái. Đây là cây của cây đàn đầu tiên, của cây thứ hai, của cây cuối cùng. Quay trở lại với cây Kono nó 20, em này là được sản xuất năm 1978. Vì là một cây đàn cũng khá cũ nên cũng không tránh khỏi những vết cấn rất nhẹ ở trên mặt tốp đàn. Nhìn tổng thể thì vẫn ổn, màu sắc và mặt tốp của em này thì có trầm hơn. Hai bên hông phần lưng đàn gót cần đàn có hai chỉ cần chạy dọc, cuối cùng là đầu cần đàn, những bộ khóa vàng đặc trưng của dòng Kono rất đẹp. Và cuối cùng sẽ là phần đo action cũng như từ tiếng. Thì về action thì đây là một cây đàn action tiêu chuẩn. Và sau đây thì để thử tiếng thì em xin phép mời người bạn của mình lên để cho mọi người có thể thưởng thức rõ hơn âm thanh của cây đàn tuyệt vời này. Và do có ngoại hình chưa như ý muốn nên dù có âm thanh rất hay và là một cây đàn cao cấp đời Kono No 20 thì cây đàn này sẽ chỉ có giá là 55 triệu, đương nhiên là sẽ bao gồm cả ship toàn quốc cũng như là hộp cứng ở đằng kia. Sau đây sẽ là em đàn thứ hai trong buổi review ngày hôm nay, cũng là một cây Kono No 20 mà là 579. Và tuy chỉ khác biệt nhau một năm sản xuất nhưng mà cây đàn này mới hơn rất nhiều. Xung quanh đàn có rất ít vết xước, vết cấn. Và màu sắc tổng thể cây đàn cũng tươi sáng hơn. Gót cần, cần đàn, cuối cùng là đầu cần. Bộ khóa của em này thì nhìn cũng lấp lánh hơn. Vậy. Về action thì em này có cao hơn tiêu chuẩn một chút, tuy nhiên là vẫn có thể hạ được với ngựa dưới. Và để thử tiếng thì một lần nữa em xin mời người bạn của mình lên để cho mọi người thấy được âm thanh của cây đàn tuyệt vời này.
đi. Mặc dù là cùng mẫu, cùng là No 20 Kono so với cây đàn đầu tiên em đã review, nhưng cây này xét về hình thức tổng thể đẹp hơn, cũng như âm thanh sáng hơn và lực hơn, nên là giá cây đàn này sẽ nhỉnh hơn. Tổng thể bao gồm cả phí ship cũng như là chiếc case cứng ở đằng kia sẽ là 68 triệu. Và cây đàn cuối cùng trong buổi review ngày hôm nay, cũng như là cây cuối cùng trong bộ sưu tập 8 cây đàn Kono Sakura của Nhạc Music là một em Kono No 30. Tốp bên này cũng rất đẹp, chỉ có một vài vết xước rất nhẹ, có thể là do vết móng tay, và còn có cả một pickguard trong suốt. Hai bên hông. Và những cây đàn em review ngày hôm nay thì đều là bằng gỗ jacaranda, cũng như là có thân đàn full solid. Cũng một phần lý giải được tại sao âm thanh của chúng đều hay như vậy. Vì cũng là một cây đàn cũ nên là không phải là mọi chi tiết đều hoàn hảo, có một vài vết cần hết sức nhẹ xung quanh đàn, nhưng mà nhìn chung thì vẫn rất là tuyệt vời rồi. Họa tiết trên đầu cần đàn, bộ khóa vàng của em này thì cũng có khác so với hai cái đàn No 20 kia, rất đẹp. Và về action, cái đàn này action cũng cao hơn tiêu chuẩn một chút và vẫn hạ được ở phần ngựa dưới. Và để thử tiếng cái đàn cuối cùng này, em cũng xin phép người bạn của em. Và sau phần thử tiếng cuối cùng này thì bọn em cũng sẽ có một ca khúc nhỏ nhỏ để dành tặng cho khán giả, những người xem nhạc music. Cây đàn đời cao với âm thanh tuyệt vời như vậy, tuy nhiên là mặt tốt cũng như ngoại hình không phải là hoàn hảo, nên là giá cây đàn này cũng sẽ là một giá một số chỉ là gần tròn mà thôi, con số vừa dưới 100 triệu, chính là 99 triệu. Tuy nhiên là giá cây đàn này sẽ bao gồm cả phí ship, cũng là phí ship toàn quốc cũng như là case cứng rồi. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, em xin phép gửi đến những người xem, những người theo dõi nhà music một ca khúc Lạc Nhau Có Thể Muôn Đời. Chiều cuối góc phố năm nào.
Vâng, và ca khúc vừa rồi cũng đã kết thúc phần review ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hứng thú với bất cứ cây đàn nào mà nhà anh Music đã từng review ở trên kênh thì có thể nhắn tin trực tiếp cho em tại Zalo cũng như là fanpage trên Facebook của nhà anh Music. Và hẹn gặp lại mọi người những lần review tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người và cảm ơn vì đã xem.